Như chúng tôi đã đưa tin ngày hôm qua về việc người dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mình đang mua phải gạo giả có thể bị vón cục và đốt cháy. Ngày hôm nay thì mẫu gạo này đã được chuyển đi kiểm định và sẽ cho kết quả trong vài ngày tới. Mẫu gạo của gia đình nghi là mua phải gạo giả đã được chuyển đi kiểm định tại công ty Sắt khí Hải Đăng để kiểm tra chất lượng và các thành phần của mẫu này so với tiêu chuẩn. Trao đổi với phóng viên VTC14 thì nhiều chuyên gia trong lĩnh vực hóa học tại thành phố Hồ Chí Minh như tiến sĩ Trần Ngọc Lan ở Đại học Khoa học Tự nhiên khẳng định là rất khó có thể làm gạo từ nhựa và bán như nghi ngờ của người tiêu dùng vì giá thành của nhựa là rất đắt. Bên cạnh đó, nếu là nhựa thì không thể nấu và ăn bình thường. Tuy nhiên, việc gạo khi rang cháy lại chảy nhão và vón cục cũng là điều bất thường. Có khả năng một thành phần kết dính nào đấy được trộn chung vào với gạo. Việc xác định nguyên nhân của sự vón cục lại sẽ được các chuyên gia kiểm tra và xác định trong vài ngày tới.